ở đây mình tu hành á quý vị nghe quý vị hiểu nè thí dụ như có một cô này có hỏi nhân đức á cô nói thầy ơi con có quen một người này á người này á mỗi lần nhìn con thì nói rằng là có người âm đi theo con mấy người hương linh đi theo con mấy người có thiệt không thầy nhân đức nói nhân đức không biết tại vì con mắt nhân đức á nhìn qua tấm giấy mà còn chưa thấy bên kia mà sao nhìn thấy hương linh Cảnh giới đó không phải cảnh giới của mình Thì cô này có hỏi rằng Vậy Con xin hỏi thầy Vậy thì những cái thấy như vậy Nó có đúng pháp hay không Đại lão hòa thượng tịnh không Ngài giảng thiết Ngài nói một câu gì nè Cái tâm của bạn là cái tâm đó Nên nó, nó chiêu cảm Là cái đó Tướng do tâm sanh Mỗi ngày bạn thấy hương linh Thấy ma Là vì sao? Vì tâm bạn là ma Nghe không? Vì tâm bạn là ma Nên bạn thấy ma Như vậy thì cái nhăn thấy ma này Đến cuối cùng là đi đâu đâu Đi vào đâu ngồi suy nghĩ đi Đi vào tam đồ ác đạo Chứ đi vào đâu Một con người vận khí mạnh làm sao thấy ma Ma gặp mình còn phải tránh xa Chứ làm sao mà mình có thể trong mơ trong mộng mà thấy ma Thấy quỷ được Vì vận khí của người này quá mạnh Làm sao mà cái phần vô hình có thể lướt qua được mình Mà để cho mình thấy những cảnh giới đó Mình là người niệm Phật mà tại sao thường thấy ma Thấy hương linh chí Dù có thấy đi chăng nữa cũng phải quay cái tâm lại mà lo niệm Phật liền không có chú ý chỗ đó gì thì tu mới đúng pháp nghe không Tưởng đâu thấy như vậy là hay hả ha. Quý vị coi bao nhiêu nhà mày ngoại cảm Quý vị coi về sau cuộc đời của họ Nếu họ không học Phật Quý vị coi cuộc đời họ sau này Quý vị sẽ biết à Cái năng lực đó đó là duyên một chút thôi Còn nếu mà không luyện công phu tu hành Sau này cái năng lực đó không còn nữa Nhưng mà cái phần vô hình sẽ đẩy đến Dập mình khổ đau đó Và khi cặn tử nghiệp của mình Là người ta kéo mình vào cái quỹ đạo của người ta đó Không hiểu và tận tình không có một người huynh đệ tu học Ông nói rằng Ngài thường giảng Pháp Giảng khô cổ luôn người ta không nghe Tôi không học cái môn giảng Pháp đâu Tôi học mặt tông Tôi học chừng vài năm thôi là tôi có thằng thông rồi Tôi dùng thằng thông tôi có thể cho người khác Thấy được cảnh giới Thì nhất định người ta tin tưởng tôi Thì ổng đi học mặt tông Đây là lời hòa tự không giảng thiết thì ông học mặt tông trong vòng một năm Thì ông nói rằng là bằng đêm á Không buổi chiều chứ Khoảng chừng 5 giờ chiều là ngoài đường toàn bộ là ma đi rất nhiều 6 giờ là ngoài đường lộ là ma đi lên 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 lên, lên, lên Cùng chung với con người Mà ma là phần nhiều ma đầy Ở ngoài đường hết chứ Đi gì vậy đó Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói á, ông học giáo mà học không ra giáo pháp mà bây giờ học ra ma không à thì về nói với thầy Lý Bỉnh Nam Thầy Lý Bỉnh Nam nói thôi Duyên của mỗi người như thế nào thì phải chịu như vậy thôi Cảnh giới đó không đúng đâu Nhưng mà phiên không được đâu thôi đừng nói, nói nữa Thì ông mới có bốn mươi mấy tuổi Học chưa xong là ông chết Và Thượng Tịnh Không nói rằng là người ông mập Mặt của ông sạm Tại vì mỗi ngày là ông cứ nhìn thấy ma không à Nên cái thằng khí của ông nó càng ngày nó càng giảm xuống rồi thọ mạng theo đó mà ngắn ngủ, ngắn ngủi rồi chết luôn. Chưa đạt được cái gì hết là chết đi vào tam độ ác đạo. Đọc lịch sử mình hiểu biết chứ. Cái cảnh giới của người tu mà thường thấy hương linh là không có được. Phải quay cái tâm lại lo niệm Phật không có nghĩ tới chỗ đó nữa, niệm thời gian nó sẽ tự nhiên mất tiêu chỗ đó liền à. Vì cái vận khí mình mạnh lên thì cái phần đó không có đến gần được nữa. Nghe không quý Phật tử nghe không đi vô đây tu á Mà nghe ai mà nói cái vụ đó báo những đức biết Chùa mình ở đây á Những đức mà khi mà giải quyết vấn đề Là những đức cái gì mà cần giải quyết là Giải quyết liền á Nên á Cái coi cổng chùa quan trọng lắm á Không có đơn giản đâu á Ngày xưa những đức mới vô chùa là những đức coi phòng đăng ký á Giải quyết nhiều vấn đề lắm Người mà dễ dở ương ương thật sự mà nói nó không có giải quyết được vấn đề làm việc được gì đâu nên cái gì mà làm chung những đức nói giải quyết việc đó đi là cứ giải quyết đi có gì những đức chịu chó những đức kêu mà nên, cái tâm người ta nghĩ gì đại chúng thôi nên từ nơi đó, đó, mà việc trong chùa này những đức giải quyết nhiều vấn đề lắm tuy niệm phật đó, chứ phía sau là cái đụng chuyện là những đức xử lý người nó phải dám làm kìa Chứ nếu mà cái gì cũng nói rằng là thôi tôi lo giảng sanh Vậy thì ông đi cắt cái cốc riêng ở mình đi Rồi ông đang sống với đại chúng với bao nhiêu con người mà ông có quan tâm Và không có một cái trách nhiệm sống đúng với cái trách nhiệm của mình Mà ông nói ông học Phật cái gì kỳ cục vậy Từ khi ông sống mình không có duyên với ai thì thôi Chuyện này không miễn cưỡng Còn cái chuyện mình đã sống với con người với nhau Mình sống trong một gia đình thì mỗi người mình phải có trách nhiệm chứ Học Phật á, buông bỏ là buông bỏ cái gì Buông bỏ tham sân si Buông bỏ cái giận hờn người khác buông bỏ những cái điều mà không vừa lòng không vừa ý cái đó là buông bỏ chứ làm gì có chuyện buông bỏ công việc bạn còn ăn không nếu không còn ăn cơm thì buông bỏ công việc ở thế gian này nếu quý vị không làm gì coi được không nó không đúng đó, từ đâu đó buông bỏ là buông bỏ cái thứ trong tâm không phải á còn cái công việc hàng ngày con người mình sống là phải làm đệ tử của lục tổ huệ năng dạy rằng một ngày không làm là một ngày không ăn mã tổ và bá trượng dạy rõ ràng con người mình mà tu hành hay là đờ đạo gì không làm sao được từ nơi đó nói tu thiền định ngồi vây mặt vào trong vách để mà ngồi thiền định hả không có đâu chúng ta cuộc sống hiện tại còn phải ăn cơm còn phải bằng đồ đây là cái ơn nghĩa của mọi người chúng ta còn sống là phải còn làm không nói chứ á nhưng mà Phật Pháp dạy mình nhìn thấu buông xuống là buông Những cái thứ không phải trong tâm mình á Những cái điều không vừa lòng không vừa ý Mình chuyển cảnh giới được á Gọi á là nhìn thấu buông xuống Chứ không phải là kêu bạn buông công việc Công việc là phải nhiệt tình cái vị nghe như vậy nó rất là phù hợp Vì cái cuộc sống hiện tại Còn nếu không hiểu á Thôi tôi không muốn làm cái gì nữa chứ Tôi muốn lo niệm Phật giảng sanh thôi à Nếu mà được như vậy Thì cũng nhiều người đi trước có trí tệ không dạy gì mà đi làm cực gì đâu quý vị à. Thật sự mà nói không dạy gì mà làm cực gì đâu. Hòa thượng chúng ta bây giờ 78 tuổi mà còn cực khổ gì. Hòa thượng là người dịch nhiều quyển sách như là Pháp Quyển, Châu Long Chuyện. Đây là bao nhiêu câu chuyện Phật giáo trong đó đó. Bao nhiêu câu chuyện nhân quả trong đó Hòa thượng hình dịch. Không lẽ Ngài dạy gì mà 78 tuổi mà bây giờ ngày còn cực như vậy mà còn làm như vậy quý vị. Nhưng mà vì diễn cái cảnh hết trách nhiệm của mình thôi. Chứ biết chứ Như những đức quản chúng gì nó cũng cực chứ Lo việc chứ Nếu mà những đức nghĩ rằng là Mình lo niệm Phật giảng sanh thôi Những đức nghĩ làm đi Mà mình sống vậy nó không có đúng Đó quý vị biết rằng cái cảnh viên đang sống là mình phải Hiện cái tướng làm sao nó phù hợp thì đem Phật Pháp hoàn truyền còn trong tâm này nè Mình buông những cái gì không vừa lòng không vừa ý Mình buông được hay không Cái đó là cái tu hành Nhìn thấu buông xuống đó Nghe cho rõ ràng nghe không nó Người xuất gia hàng cư sĩ mình nghe gì Mình phải biết Phật Pháp dạy như thế nào nó rồi mình đi vô cái chỗ vị trí người ta tu hành người ta không có nói tới cái phần âm thì đừng có nói đến cái vị coi bao nhiêu đậu chàng á mà về cái phần âm á hoặc á lại về cái hình tướng về hương linh á về chương trình đó đó quý vị coi có bị t... có được tồn tại không có được tồn tại lâu không biết rằng á cái phần đó mà làm á là mau nổi tiếng lắm chúng sanh mình bây giờ là thích á cái gì á, mơ mơ hồ hồ nên làm cái chuyện mà hương linh đồ đó, thì họ chạy theo dữ lắm còn nói gì giáo dục á, thật chắc á, thì nghe không nổi nhưng mà nói gì hương linh nói gì quỷ ma đồ nói gì mà cái chuyện mà khép thần thông đồ thì nó chạy theo ghê gớm lắm nên muốn nổi tiếng á, thì nhảy vô chỗ đó nhưng mà nó không có tồn tại đâu thời gian là nó xả cánh à những đức á, đã kiểm nghiệm qua rồi nên con đường này những đức không có làm nên cái nơi ở của những đức á không có nói đến phận này những đức muốn đem giáo dục để hướng tới người sống người sống lo tu lo sống cho tốt thì phần âm sẽ được hưởng nhờ được lợi ích người sống được nghe người âm cũng được nghe từ nơi đó mục tiêu tôi sống là hướng dẫn người sống đó. nên chư hương linh ở trong chùa phải lo tu hành lo niệm phật nó có một cái hương linh này người ta Gặp như Đức người ta kể như Đức nghe Mình kể gì nè Có khi Hương Linh cũng nghe đó Nói rằng 800 năm rồi Vậy mà còn chấp vào Một cái Như là một cái bát nhang nhỏ vậy đó 800 năm mà còn chấp Quý vị suy nghĩ đi Cái tình chấp của con người mình nó kinh khủng thiệt Đó Từ khi không hiểu được Phật Pháp Thì chấp vào cái linh đó để cho người ta cúng dùng nhưng nghe được pháp môn tịnh độ rồi tại sao không chấp gì danh hiệu ai với đạo phật đi cầu sanh về thế giới cực lạc đi muốn ăn có ăn muốn bận có bẩn cảnh giới cực lạc quá thù thắng rồi không còn thăng này nữa nên niệm phật để cầu sanh cực lạc đi đức phật a di đà là phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh ta chỉ cần niệm danh hiệu của ngài và muốn gì thì ngài sẽ tiếp dẫn Nhất là chư Hương Linh không còn dính cái thân tứ đại này nữa Đi nó còn nhẹ nhàng nữa Nên chùa mà niệm Phật gì này Chư Hương Linh nhiều lắm Nghe như vậy rồi phải biết thế cực lạc thù thắng lắm Từ nơi đó mà chăng thật niệm Phật cầu sanh cực lạc đi đó. Mình không có thấy nhưng mà chắc chắn là phần vô hình là có Nhưng mà mình không nên nói với những người mà người ta sơ học Thí dụ như ngồi chung với nhau tự nhiên mình nói với cái cô này nói rằng Cô ơi Hương Linh đi theo cô mấy người luôn cô Mình nói vậy là trong lòng người ta lo sợ Nên tối người ta ngủ người ta thấy ma đó Mình nói vậy người ta sợ Người ta sợ thì cái tâm người ta đã sợ Thì cái ý nghĩ là người ta sợ Rồi đêm ngủ thì thành Còn nếu như để người ta bình yên Người ta lo niệm Phật Người ta đâu có biết cái vụ đó đâu Thì tự nhiên người ta niệm Phật với người ta có năng lực Và thần khí người ta nó mạnh Thì tự nhiên những phần âm đó tự biến mất thôi Có nghĩa là không biết thì đừng nên nói nữa cứ lo niệm ai với đạo Phật thôi là lợi ích lớn nhất à. Đó, phải nghe để biết rằng giúp hay hại người ta nghe không? Đó, nên những người mà vô đây tu mà nói chuyện nhảm nhí, nói tầm bậy tầm bạ là những đứa mới chấp nhận hay chưa? Nó nên, mấy thầy trong chùa mình thì nó thật sự mà nói các anh em yếu quá. Làm việc cái, hội chúng chùa này có một số việc mình mà không ra tay là con người mình ở trong đây không có trách nhiệm đâu. Một số người thì tùy vị thôi. Rồi, nó dở dở ương ương mà ngôi chùa này được gì hả? Nó không có một người ở đây lãnh đạo mạnh mẽ mà quý vị nó nó được gì hả? Khỏi nói gì phần âm leo lên quý vị. Có người sống này thôi trong đây cũng loạn rồi. Cho quý vị biết đó, Không có một con người có bản lãnh ở trong đây. Trong đây nhân sự loạn đó. Đố mà ai ở đây nói ai được á. Cho quý vị biết. Đó, nhân Đức là một thanh niên dám xử lý người khác đó vì biết dám làm á dám làm những việc người khác không làm á cho biết á. đó là con người mình đã sống là mình phải phải hiểu cái việc làm của mình chứ dở dở ương ương là không được cái nào thương là thương cái nào xử là xử á đó. Đó, nên từ nơi đó đó không? cái hội chúng này rất là đông người mình về đây mình niệm phật lo niệm phật thôi ha lo niệm phật chân thật thôi ngồi nói chuyện tầm bậy mỗi ngày người ta lo cơm ăn áo bặn lo cho mình niệm phật mà mình không chịu lo niệm phật người ta đâu có kêu mình về đây cũng giường đâu những đức chưa bao giờ kêu vì về đây cũng giường nghe chưa nó phải nhớ đó ôi ơi làm việc cho đức phật a di đà mình đã làm việc cho đức phật a di đà nếu con không có cơm thì thôi khỏi sống chung nhau nữa con đã làm việc cho ngài như vậy thì con làm không đúng rồi nên con đói chứ ngoài ra cậu cảnh ai làm gì cái núi lớn ai với đạo Phật làm việc cho ông chủ đó Mà đi cầu cạnh một con người bình thường ở thế gian Không nên làm chỗ này Nên ngồi nhận thức không nên làm chỗ này Nên chúng ta đó là thật sự là thích người về niệm Phật lo tu Còn cái chuyện về đi cúng dường không cúng dường đó là chuyện của quý vị Nhưng đất có dính dáng vào chuyện đó Nên mỗi ngày lo làm sao nấu cơm đủ cho vị ăn thôi Lo rau cắt vào luộc đủ cho vị thôi Lo đồ hũ luộc chấm muối tiêu cho vị ăn đủ thôi Vậy thì quý vị lo niệm phật được rồi nhà vệ sinh bị nghẹt thì lo móc cho sạch hầm cầu đầy thì kêu xe moi móc đường cống nước chảy không kịp bây giờ đi tiếp tục thi một đường nữa rồi đường nước nước chảy xài không kịp biết tiếp tục đi theo đường nước nữa đó cái cá nhân người ta lo hết rồi mình vô đây không lo niệm phật vậy mình, mình nói dòng gió gì nữa hả Mọi suy nghĩ đi đó phải nghe nghe không từ nơi đó cái ngôi chùa này nó bình định được là do gì cái gì sáng nào những đức cũng nói chuyện gì mà chúng trong chùa mình nhiều người ta cũng hiểu biết lắm á vậy mà nhiều phật tử mình cũng mù mờ lắm á nghe một số người mà nói tàu lao bác xế về cái cái phần này phần kia đồ nói họ thấy này thấy nọ gì mà cũng ngồi nghe nữa. ngồi ngồi nghe chim cái thứ đó xuống báo cho ban tổ chức biết gặp những đức nè là xử lý nhanh nhất nên từ nơi đó đó Cái gì không cần thiết Là giải quyết liền Duyên kết bao nhiêu thôi à, Vậy thì đặc biệt lắm Quý vị muốn giữ ngôi chùa này lâu dài Hay là giữ nhất thờ Bây giờ nó đang nổi Ừm ầm lên rồi đó chúng chùa này mà không lo tu Vài năm sau Lo mà sách gói đi đi Trời ơi Con đường này 5 năm trước Trên Đà Lạt tôi đã biết rồi nên nó không đơn giản đâu đó Nơi nào mà nó ịnh 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 lên Là nơi đó nó có cơ hội ma đến rồi đó Nó quậy phá tan nát luôn đó. Nếu mà cái chúng chùa này mà không dụng công lo tu hành đó Là tiêu đó Nhất là người trên đó Nên những đức nói càng đông chừng nào Thì những đức phải càng dụng công nhiều chừng nấy Phải càng dụng công nhiều chừng nấy Cái đầu nó còn mạnh đó, Thì cái đuôi nó sẽ được ổn định còn cái đầu mà đứt rồi quý vị biết cái mình với cái đuôi bị vị làm được cái gì Từ đó đó những đức thấy càng ngày càng đông người Nên những đức phải dụng công cho nhiều đó Có được chút đỉnh tiền đưa cho hòa thượng xây dựng hết luôn Vì sao vì những đức thấy con người càng ngày càng đông Những đức phải bỏ những cái khoản đó ra hết Chút đỉnh tiền mà để dành lo cho chúng đó Những đức nói đưa cho hòa thượng xây dựng hết luôn Quý vị biết tại sao mà những đức nghĩ Cái con đường này không Càng ngày càng đông tại sao thầy không để dành tiền để lo cho chúng Hồng Càng ngày càng đông thì tôi phải xả hết Để chi? Để mà phát triển cái năng lực tu của cá nhân cho nó mạnh lên Để chi? Lấy cái năng lực tu này để chia sẻ cho chúng như vậy Thì cái phước này là nó âm ở trong mạng Thì chắc chắn rằng nó không có tai họa đến với mình Không có ai mà tìm cách gì để mà mà hại mình được từ nơi đó Thì tai họa sẽ đến với mình nó càng ngày càng, càng, càng kém Còn nếu như càng ngày càng đông mình thấy càng ngày càng đông mà mình chữ tiền càng ngày càng nhiều để mà lo cho chúng đông này thì quý vị biết rằng Con người trong đây họ biết ấy, Mình đang có tiền vậy giống như con cái mà biết cha mẹ có tiền Nó không lo Từ nó đó mà một ngày nào nó xả Nó gớt sập hết trơn Nên nó cơ hội Hòa Thượng Quang Năm Xây mấy dãy nhà bên đây đó. Những Đức bây giờ là có tiền bao nhiêu là đưa hết cho Hòa Thượng Xây dựng luôn Những Đức thấy rất là hay Đưa tiền cho Hòa Thượng xây dựng Mình thấy mình thấy thoải mái ghê luôn Thì biết sao Vì Hòa Thượng ổng tính còn hơn mình nữa Ổng kỹ còn hơn mình nữa Ông cầm tiền ông làm cái gì là còn chắc hơn mình nữa thôi con làm con còn suy nghĩ đưa cho hòa thượng luôn con khỏi suy nghĩ đúng là niệm phật phải nhận thức ờ. để dành tiền còn phải suy nghĩ đưa cho hòa thượng khỏi suy nghĩ nữa hòa thượng làm giao cho hòa thượng rồi đó con không có trách nhiệm chỗ đó nữa con giao rồi hòa thượng tính hòa thượng làm đi hòa thượng này sâu sắc mà thấy không nghe như vậy rồi mình mới thấy rằng ô thì ra là phải dụng công thôi nhìn được một chút thì buông được một chút nếu không thì cứ lo cái chuyện chúng đông như vậy rồi không để dành số tiền để lo cho họ mai mốt thì sao khỏi lo nữa khỏi suy nghĩ luôn nhất định là phía sau mình có ông chủ lớn vô hình chung ông lo hết rồi yên tâm đi nó như vậy thì cái tâm tu của mình nó mới phát triển mạnh mẽ nữa nên những đức nói rằng càng tu những đức nói rằng là đồng tiền nhất định phải nhẹ hoàn toàn phải nhẹ hoàn toàn về vật chất luôn và đối với con người là thương yêu hết lòng nhưng mà không ở chung thì thôi không có sao hết trơn á gặp nhau cũng được không gặp cũng không sao tùy duyên hết luôn vậy thì con đường đi này của mình không ai buộc mình kéo mình quay lại người lại được hết trơn mình chỉ có một hướng tiến không lùi luôn chỉ có tiến chứ không lùi tiến đi đâu tiến về thế giới cực lạc chỉ có tiến không lùi chúng ta tu bị lùi là gì ngay chỗ nào vì bị tình cảm buộc ràng mà lùi tình cảm chỗ nào thầy làm từ thiện cũng tình cảm xe chùa cũng tình cảm độ xanh cũng tình cảm làm cái gì cũng tình cảm phải có tình cảm nhưng mà không được nhiễm tình cảm làm đi con người không có tình cảm sao sống với nhau có thương nhau có giúp nhau nhưng tuyệt đối không khoan duyên đủ duyên là giúp không đủ duyên nhất định không dính mặt quý vị làm được như vậy đi thì cuộc sống quý vị học phật tuyệt tuyệt vời tất cả những điều thiện đủ duyên thì làm không đủ duyên tiếc đó không miễn cưỡng. đó, đó là cái chỗ những đức nhắc nhở những đứa quan con cuộc đời mình phải tu như vậy đó. À, như vậy thì an lạc lắm tuyệt lắm. bằng đêm ngủ sẽ ngon giấc không có mộng mị gì đâu. thôi đúng ra coi một hội chúng này cũng gác chân lên chán lắm. Ha. vậy mà có thể mỗi ngày được an lạc được vui như vậy bị suy nghĩ bây giờ ngồi suy nghĩ nhà mình chỉ có hai ba người thôi một cái đám dỗ còn một tháng nữa đến vậy mà chúng ta đã lo cái đám dỗ một tháng sau rồi lo có khi ngủ không được luôn á mà đám dỗ mấy người vậy mà chương trình chùa mình lễ tổ chức hai bên hai ngày vậy mà cái ngày trước một ngày giảng là bình thường công việc ai nấy làm bình thường á vì thấy đúng là phật pháp tuyệt không quá tuyệt ừ. từ đâu đó phật pháp cho chúng ta niềm vui đặc sắc thiệt á phải hiểu biết đấy không? nên một câu Phật hiệu này hay lắm, rất là hay. phải lo siêng năng mà niệm cái chiếc máy này nè, ngày nào cũng nhắc nè, nó ngày nào cũng nhắc mà có khi mà mình còn giải đãi. cứ là tu xong ra khỏi chánh điện một cái là gì? lên phòng để cái áo chàng trên đó một cái là cầm cái máy theo liệu nói chứ. Người mà Niệm Phật quen Làm gì mà quên chiếc máy này Làm gì bỏ quên chiếc máy trong nhà vệ sinh Làm gì bỏ quên chiếc máy ở Trên chánh điện Phải nhớ nghe Chiếc máy này hay lắm đó Một công cụ này đặc sắc lắm á, Phương tiện Đi Ai với Đạo Phật Ai với đà Phật Ai với Đạo Phật Ai với, đạo Phật? Ai với đạo Phật Ngồi trên xe ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Thí dụ như từ đây đi về quê của mình, lên xe đò ngồi, ngồi cho xe một cái là bấm, buồn ngủ ngủ giấc, thức dậy bấm tiếp tục, cứ là ngồi, bấm niệm Phật không có nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây gì hết trơn. Bấm về tới nhà coi được bao nhiêu ngàn câu. Rồi từ đó về sau bất cứ đi đâu, thí dụ như từ đây về miền Tây, từ đây về Bắc, từ đây về Quảng Nam, đi như vậy cứ mỗi lần đi lên máy bay hay hay là đi lên xe là chúng ta bấm bấm thử coi từ đây đi về tới nhà bấm được bao nhiêu ngàn câu rồi từ đó về sau chúng ta đi về bất cứ một phương hướng nào là chúng ta đều bấm bấm xong ghi vô sổ vô sổ xong có một mô hình là mỗi lần đi từ đó đi đến đó là chúng ta bấm được bao nhiêu ngàn câu rồi chúng ta gặp bất cứ một người nào chúng ta cũng lấy cái mô hình này ra Đi chia sẻ cho người ta quý vị tu như vậy là đặc sắc là vì sao vì chính mình có mô hình và biết chia sẻ cho người khác gọi là truyền pháp Nhưng Đức nói rằng Thí dụ như gia đình mình ở dưới miền quê Dùng sâu dùng xa đi Gia đình mình cũng khá giả đúng không Mua một cái tivi led đẹp bự Mình quý một người nào giảng Pháp Mà thấy có lợi ích đặc sắc Mà nói về Pháp môn niệm Phật hướng đến người Đến chỗ giải thoát Chúng ta gây dựng Mỗi buổi tối gảnh gỏi một chút xíu Gũ mấy bà già đến bật lên cho bà coi Bật lên mạng cho bà coi bà coi từ từ bà coi được từ từ bà ngủ thêm dài bà già đến coi từ từ bà ngủ dài bà già đến coi một cái tivi có thể cho người ta nghe pháp quý vị thấy rằng là tại vì ngồi một mình nghe có khi á, tự nhiên mình ngồi mình nghe nó nó nghe nó không hương vị bằng là ngồi đông nghe tự nhiên mình ngủ một số người người ta ngồi ở nhà một mình rồi từ gây dẫn dài ba người từ, từ 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 đông người rồi bắt đầu là mình bật cái tivi tới lên một buổi giảng thôi không có nghe nhiều nghe một buổi giảng xong đi về Chổ. từ từ vậy đó mà ta biết niệm phật ở nhà nhiều cách tu phước lắm còn dùng quê của mình thì sao mình biết máy ở đây mình đặt một cái máy mình giải từ từ rồi mình gây dựng cái chương trình gì cái chương trình chính mình đặt máy dùm rồi ơi cái cách tu phước của những đức ở đây những đức thấy số 1 những đức bỏ ra một số tiền rồi cứ đặt máy rồi xong lấy tiền lại đặt máy lấy tiền lại đặt máy vốn nhưng còn nguyên Vậy đó mà cứ tu phước hoài luôn vốn còn nguyên luôn Quý vị biết rằng Nói đặt dùm vậy đó nghe quý vị Vậy đó mà có nhiều người người ta đặt máy Một cái thùng nhỏ nhỏ để dưới cái phòng máy Vậy mà người ta bỏ tiền vô người ta cúng dường Dài từng Vậy mà cũng có được trăm mấy chục triệu trong cái thùng nhỏ nhỏ đó đó Nói đặt dùm mà ngộ vậy đó Quý vị thấy không Cái phước nó đặc biệt chưa à, Nên từ nơi đó mà như Đức nói rằng Quý vị mà biết cách làm á nghe Tu phước thù thắng lắm Tiền cũng đâu có mắc đâu Cứ giữ cái vốn hoài vậy đó Cứ đặt máy giùm Đầu tiên đặt cho một người thôi Vậy mà một người này nghe được nó giới thiệu đó Rồi từ, từ 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 từ, từ Đồn 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 ra Người ta đến người ta nhờ mình đặt máy giùm Cứ điện thoại mà đặt máy giùm Dùng cái cách này để cho dùng quê của mình Nhiều người biết Phật Pháp Vì sao? Vì cho nhiều người biết Phật Pháp thì dùng quê mình sẽ bình yên Sẽ không có bảo tố Nhiều người cùng niệm Phật mà Có nghĩa là cái tâm mình phải suy nghĩ như vậy đó thì cái tâm lượng nó mới lớn nhiều người mà cùng làm như vậy thì đem Phật pháp giải ra giải ra nhiều cách để mà cho người ta biết Phật pháp cả đời của mình mà làm như vậy thì hoàn thiện tịnh độ cả đời này thì bị biết bao nhiêu người biết được không ông tịnh độ này chân thật mà làm nhiệt tình mà làm từ người xuất gia cho đến hàng cư sĩ chân thật mà làm còn vị trí ngôi chùa này nhất định mình phải hết sức là nghiêm túc để nó có một cái gốc giữ cho chắc để cho nhiều chúng sanh người ta có thể nương vào cái gốc này mà người ta niệm phật để cầu sanh cực lạc nhưng mà cái người ở trong chùa này nè quý vị phải biết quý vị phải lo công phu cho chắc vì mình là cái gốc mà mình lê mê lê mê làm sao mà mà chịu nổi thí dụ như bây giờ một cái gốc cái nó cũng có nhiều cái gốc con để hỗ trợ chứ quý vị coi bị đào lên một cái cây bị nhìn thấy đúng không làm gì có một cái gốc cái một cái gốc cái nhưng có nhiều cái gốc con nó hỗ trợ cho cái gốc cái đó thật sự mà nói nó mà chặt hết tất cả những cái gốc con đó nghe cái gốc cái này nó cũng yếu yếu á ừ. nên từ nơi đó mà chúng ta nhìn nhận được phật pháp là tốt mỗi người mình là một cái gốc đó nên mình là người nghe được phật pháp thí dụ như mình nhận thức là mình thấy liền nè thí dụ như bây giờ người trong chùa này nè mình nghe được phật pháp những người thân của mình họ học phật còn trước mình nữa họ học tạp quá trời luôn họ đấu lý kịch liệt luôn cả mình đi xuất gia rồi mà đấu lý còn không lợi họ nữa họ quá tạp à mình học phật mình nhìn họ mình biết rằng họ không có tương lai rồi bây giờ mình ngồi mình phản tỉnh mình suy nghĩ vì sao mà những người này học tạp như vậy vì họ chạy theo cảnh viên họ không gặp được một người chuẩn xác để hướng dẫn họ Cuối cùng họ tạp quá hư tâm Hư tâm rồi Vậy thì những khoảng người này hư tâm rồi Vậy thì bây giờ tới đời ta này Ta phải nhìn nhận những người này để làm sao chúng ta đừng bị hư tâm Vậy thì mình phải chiên Mình phải chiên Mình chuyên Nên nó về sau Ngôi chùa chúng ta có thêm một cái quy định rằng là Tất cả những người Ở trong thường trụ này Từ người xuất gia đến hàng cư sĩ khi người thăng đến nơi đây đến chùa. Tất cả anh em xuất gia và hàng cư sĩ không được dẫn những người này đi bất cứ chỗ nào khác, chỗ này hết. Vì sao? Vì chúng ta muốn cho họ một phương hướng cho chuẩn xác khi đến chùa là phải ở chùa để tu. Còn nếu chúng ta cho họ biết nhiều chùa như vậy thì chúng ta đang gieo cho họ tạp loạn về sau thì làm sao mà có phương hướng cho chuẩn xác được nên cái góc độ của người làm con làm anh làm cha làm mẹ phải sâu nghe không trời ơi chư tổ đã dạy là nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài mới thanh tú được nếu mình cho họ thêm một phương hướng cho họ biết thêm làm sao độ được họ đây là hại người đó đó phải nhớ đó nên những đức luôn luôn giữ một phương hướng mình cho chắc Đố mà ai mà gọi là Đến mà nói những đức nghe cái này hay kia hay được Những đức nói cái gì hay cũng không bằng niệm ai về đạo Phật hết trơn á <laughs> Khỏi nói dòng do chứ Ông tu 100 năm ông đến Ông gặp tôi, ông nói pháp này pháp kia Tôi nói ông làm đi Quý vị biết rằng Tám vạn bốn ngàn pháp môn của Đức Thế Tôn là pháp giới định tuệ cái pháp này chúng ta mỗi người có thể nắm nổi không tám vạn bốn ngàn pháp môn thí dụ như quan công ông có một cái thanh đao mà thanh đao của ông là 80 mươi căn quan công ông cầm cái thanh đao 80 mươi căn rồi là 80 mươi kg đó quý vị quan công ông cầm ổng đi ra chặn mạc là ổng là dẹp giặt rồi thôi đừng có nói nữa quan công quan trường á thanh đao của ổng là một thanh đao mà số một luôn á vậy thì giờ tám vạn bốn ngàn pháp môn của đức thế tôn là đức thế tôn muốn tặng cho chúng ta một cái chăn bảo giới định tuệ này nặng căng cũng như thanh đao của quan trường vậy đó nhưng mà có mấy người cầm nổi thanh đao của quan công Mời suy nghĩ đi Có mấy người cầm nổi cái thanh đao đó Biết rằng đây là một bảo vật Mà gọi là nếu mà một vị tướng quân cầm trên tay nổi Thì ra chặn là bách chiến bách thắng Phá dòng dây hết Nhưng mà chúng ta cầm nổi thanh đao đó để phá dòng dây không? Tám vạn bốn ngàn pháp môn của Đức Thế Tôn Là giới định tuệ chúng ta hiện tại vô không nổi nên đức bổn sư thích ca mâu ni mới giới thiệu thế giới cực lạc giới thiệu đức phật a di đà đức phật a di đà lại phát nguyện nguyện phát này không phải bị cái tác động của ai mà ngài phát nguyện không có ai bắt buộc ngài đi phát lên lời nguyện tiếp dẫn chúng sanh ở tha phương pháp giới mà là do tâm đại từ đại bi của tỳ kheo pháp tạng quỳ trước đức phật thế gian tự tại dương như lai dụng công tu hành để phát lên lời nguyện tiếp dẫn chúng sanh là tự phát chứ không có ai tác động không có ai kêu ngài phát hết mà tự Ngài khoát tâm để tiếp dẫn chúng sanh Ngài nói rằng ta có một phương pháp Mà có thể tiếp dẫn tất cả các chúng sanh Ở mười phương khắp pháp giới về thế giới An lạc cùng cực của ta Ta nghe như vậy rồi Thì mỗi một người chúng ta nói rằng Con đang phiền não Hoặc Ai Di Đà nói không sao đừng lo để ta xử lý Con đang sân hận không sao để ta xử lý Con đang nghèo đừng lo để ta xử lý cho Con muốn giảng sanh về thế giới cực lạc Được, ta chỉ cho một phương pháp Chỉ cần niệm danh hiệu của ta là Ai-di-đào-phật Chuyện tiếp dẫn là để ta giải quyết <laughs> Tất cả những chỗ tham sân si Phiền não khó chịu Của các người Các người chỉ cần niệm danh hiệu của ta để ta giải quyết hết những việc này cho đừng có lo đừng có nghĩ đến những việc đó nữa hãy nghĩ đến ai với đào phật thôi là xong còn cái chuyện tiếp dẫn các người chỉ cần chấp nhận gì và niệm danh hiệu của ta là đủ rồi dù cho gặp cảnh ngộ gì cũng niệm danh hiệu của ta dù cho gặp hoàn cảnh tốt đẹp cỡ nào cũng là cái nguyện là nguyện sanh cực lạc chứ không phải là cái nguyện ở nơi tốt đẹp đó như vậy gọi là tính nguyện trì danh nhất định được sanh cực lạc nên một câu ai với đạo Phật này phải bồi dưỡng phải bồi dưỡng cái lòng tin này cho chắc, không có được dao động tâm qua hướng khác. Ai nói gì kệ, tôi cứ niệm ai với đạo Phật. Vì kiểm qua những đức mấy năm nay làm cái gì, đi đâu, đi học cao tăng đại đức nào, Vì coi đi, phải qua năm ở trong chùa không? Qua năm ở trong chùa thật sự mà, mà còn lo cho mấy trăm người nữa chứ? Ở chỗ này mà không nhìn nhận sao? Ôi, tại chưa đủ duyên chứ làm tới cái gì luôn nữa chứ đừng có nói Quý vị biết rằng cái người niệm Phật họ có một cái tâm lực mạnh mẽ vô cùng Họ không nghĩ gì họ nên cái gì họ làm cũng được chứ Phải tin chỗ này cho con Phật hiện này tuyệt lắm tuyệt Dù đến thế gian này què hoặc mù đuôi nghèo nàn sơ sát Chồng bỏ chồng chê Không sợ Sợ nhất là không gặp được Phật Pháp Bây giờ gặp được Phật Pháp rồi Nghèo nàn cung cực què hoặc mù đuôi chồng bỏ chồng chê con bỏ con chê của cải mắt sạch chúng ta còn câu ai với đà phật là bảo vật vô giá một đời đi qua sẽ qua rồi mà ta thì như thế nào nắm câu vật hiệu này mà niệm một đời ai cũng sẽ đi qua mà ta thì hướng về thế giới cực lạc mà đi đó vì biết nó hừng hực cái tâm nha phải niệm Phật nó mới hưng hực tâm chứ. Mỗi ngày ai là Phật, ai là Phật, ai là Phật, ai là Phật, ai là Phật. Ai là Phật, ai là Phật. Niệm tán loạn hay niệm thanh tịnh gì cũng ai là Phật, ai là Phật, ai là Phật. Tôi cứ niệm hoài đó làm sao? Hỏi niệm có có thanh tịnh không? tôi không thanh tịnh chứ tôi niệm được không? Ví dụ như bây giờ tôi nhớ cha mẹ tôi, hỏi có thanh tịnh không? Thanh tịnh gì? Tôi nhớ cha mẹ tôi là nhớ cha mẹ tôi thanh tịnh gì? Cái chuyện tôi nhớ là được rồi. Thí dụ như bây giờ một lúc mà tôi nhớ tùm lum thứ hết trơn thì hỏi là có thanh tịnh hay không còn bây giờ tôi muốn nhớ ai với đạo Phật thôi thì bây giờ tôi niệm ai với đạo Phật gì tôi nhớ ngày tôi mới niệm ngày chứ con mỗi ngày con nhớ ngày nên ngày giờ nào con cũng niệm ngày con cứ niệm ngày như vậy còn những cái thứ khác không biết ở đâu nó chạy lại hoài nó cứ chạy lại hoài nhưng mà thật sự là con muốn nhớ ngày thôi à nên con niệm ngày con nhớ ngày nên con niệm ngày ai Phật ai Phật ai với đạo Phật là nó có cái tiếng ai vậy là Phật người ta nghe đúng không? Còn cái kia á là tự nhiên nó đến mà con đâu có niệm nó đâu? Nó đến nó đâu ở trong tâm con á? nào là chồng, nào là vợ, nào là con, nào là của cải, nào là sắc đẹp, nào là người yêu, nó đến từ trong tâm con mà con không có niệm ra tiếng chỗ đó. Mà cái miệng của con nó lại niệm ra tiếng của ngài thì do là trong tâm con nhớ ngài nhiều hơn nên con niệm ngài ra tiếng. Vậy thì cái nhăn nhớ ngài nhiều hơn vậy chắc chắn là cuối cuộc đời của con là con sanh về thế giới cực lạc trước hơn là con vọng tưởng cái kia đó nghe chưa vậy thì quý vị niệm phật rất khỏe nó mình luyện công viết rồi thì sao thì câu ai phật thành một cái lực như mình luyện công hoài luyện công hoài giống như cái người này làm một cái nghề cứ làm hoài một nghề viết rồi tự như cái nghề này sẽ vượt qua hết tất cả những cái việc làm khác mà chúng ta không chú tâm đúng không nên người niệm phật người tu là mình vào là phải kiên trì lâu dài chứ đâu phải là một ngày một bữa mà liên thành một cái môn câu phật hiệu này mà gọi là lúc nào mà mình cũng là nhớ niệm hoài được mình phải niệm lâu dài nó mới nhớ được phải kiên trì chứ không phải là dài ba năm cái bỏ cuộc đổi phương pháp khác tệ quá khờ quá học ba năm nó đúng ra lên lớp rồi Gì mà trở lên lớp một học thêm ba năm nữa đúng ra lên lớp rồi vì mà trở lên lớp một cứ quay lại hoài làm sao thành công được nên nó chúng ta cứ một câu ai rồi Phật cứ đi hoài, đi hoài, đi hoài sẽ tới thế giới cực lạc. Nhớ <laughs> Nên quý vị biết rằng là mình làm cái gì cũng vậy chứ. Mà cái tâm mình đặt về nhiều người khác thì cái việc làm đó nó có uh, phát huy được cái năng lực chỗ đó lên liền à. Còn nếu như cái tâm mình làm mà nó cục bộ quá, nó chỉ có một cái góc độ nào làm cho có thôi chứ không có muốn phát huy gì chứ tôi muốn giảng sanh nó cần thì phát huy gì thật sự mà nói thì tu cũng không tiếng con người mình đang sống trong một cái xã hội mà phát triển mỗi ngày mình tu học mà phật pháp mình học mà nó không có cái phát huy được theo cái vị trí của cái phát triển của xã hội như vậy thì ai mà tiếp nhận phật pháp nếu mà nói phật pháp mà nói của cái văn tự mà của ba năm về trước thì quý vị biết rằng thời đại hôm nay ai tiếp nhận được nên mới nói rằng là phật pháp đi vượt qua thời đại từ nơi đó chúng ta phải đem phật pháp ít gì cũng phát huy cho nó phù hợp vào thời đại hiện tại chứ như vậy thì nhất định là người ta tiếp nhận phật pháp và người ta thấy rằng là phật pháp có cái hay mà người ta tiếp nhận có một cái giáo dục rất gần gũi mà người ta tiếp nhận có những người mình biết phật pháp á, biết chùa mười mấy năm những đức cũng gặp một số phái đoàn biết bọc pháp còn trước những đức mười mấy năm vậy đó mà khi mà nói chuyện với họ thì những đức thấy hình như là họ học ra cái mê tín không quý vị ơi à? học ra mê tín gì đon không à để biết sao vì cái người dạy họ mê tín Người dạy họ là muốn xỏ mũi họ thôi Khi ngồi nói chuyện mình thấy đáng thương thiệt Gia đình mình mình đã lo cực khổ khó khăn này, vất vả Đi đến chùa học Phật là muốn học một cái phương pháp gì đó Để cuộc đời của mình cảm thấy nó nhẹ nhàng trong cuộc sống Và có những cái để mà gỡ rắc rối phiền tối trong lòng Vậy mà đi vào trong đạo tràng tu học thì toàn là dạy những cái thứ mà để mà bỏ thêm gánh nặng cho họ thêm gánh nặng thêm gánh nặng cái vị suy nghĩ có nhiều người lắm những đứa gặp hình như họ học đạo mà học thêm gánh nặng quý vị ơi mình học phật là mình học làm sao mà mình nhẹ cái gánh nặng trên vai mình nó mới là đúng nhưng nếu mà học Phật mà càng học mà gánh nặng càng nặng thì ai dám học? Nó ở nhà có khi lo cực quá trời luôn. Vậy mà đi đến chùa còn giao cho công việc mà đi quyên góp, đi đến từng nhà hỏi về tiền quyên góp xây chùa chiền giùm cho mấy ông thầy nữa trời. Làm cái chuyện mà nặng nề không? Nó vậy mà cũng cố gắng nê cái thân đi làm phiền não rồi bị người ta nói này nói kia lại. Thấy không? phải là học ra cái ngốc nghếch ngu si không quý vị trong khi phật pháp là dạy mình cái gì dạy mình trí tuệ mình đến chùa là mục tiêu tôi là đến đây để nghe giáo pháp tôi nghe làm sao mà tôi gỡ những cái rắc rối trong lòng tôi càng tu càng nhẹ vậy thì tôi mới đem phật pháp hoàn chuyện còn nếu như mà học mù mờ học với một người mà dạy mù mờ không vậy quý vị nghĩ thì nhưng mà do thật sự mà nói thì không đủ thiện căn bỏ ra mười mấy năm mà không được gì cả rồi nhiều lắm Đi đến cũng đi đến Cầm tiền cúng cũng cầm tiền cúng Mà phớt qua mặt thì chề môi chu mỏ Tức mình Cái ông này như vậy, cái ba này như vậy Tức ghê luôn Vậy mà gặp một cái là nói vài câu Cái móc tiền đưa như thấy không đưa xong rồi bắt đầu là tụm ba tụm bảy lại bắt đầu làm sao trời ơi trời sao không chịu lo tu hành gì sao giải cái gì đâu mà tức mình quá vậy đó mà móc tiền đưa cứ móc tiền đưa và thượng tịnh không này nói lạ thiệt vẫn biết như vậy phía sau vẫn chăm chích vậy mà tiền vẫn đưa vẫn là đưa đưa rồi thì tức mình bực bội sau lưng chăm chích quý vị thấy không phải là càng đi càng tạo nghiệp không nó những đức đây là cái chỗ mà Khơi dậy cho quý vị nhận thức đó nghe quý vị phải nhận thức đó phật pháp á, là trí tuệ học phật pháp là có được sự an lạc của nội tâm làm gì có cái chuyện đi làm cái chuyện bao đồng nặng nề thêm Ông sẽ chùa ông tự làm đi Ông đã phát tâm làm thì Cái việc này là chân thật nó nhất định là Chư Phật Bồ Tát gia hộ cho ông chứ Còn tôi là cư sĩ mà tôi có cái quyền năng Có khả năng gì mà tôi đi đi đến nhà người ta tôi hỏi tiền Hoặc là bây giờ tôi đi quyên góp Mai mốt có chuyện xảy ra chồng tôi đánh tôi sao Đúng không? Nó có nghĩa là mình đi học Phật mà bị người ta xỏ mũi Đức Thích Ca Mâu Ni không bao giờ xóa so mũi ai Điều là muốn cho người ta học được cái giáo pháp an lạc không à Mình phải biết được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn là giáo pháp giải thoát Đó Nên học với một người cần có góc độ nhận thức lắm Có khi bạc đầu còn chưa biết nữa đó. là mỗi ngày mù mờ vì sao không đủ thiện căn Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh không ngày giảng thiết nói rằng Chúng sanh mình là thích gạt hơn thích viên Nói thật thì thấy chỏi bản gạt thì cảm thấy mát tay Dụ gạt thì phải nói ngọn dịu chứ còn nói thiệt thì phải thẳng thắn chứ nhưng mà mình hỏi lại cái lương tâm mình có thích thẳng thắn nó thiệt hay là thích vuốt ve mình mát tay giả dạ dối đó. từ nơi đó vì biết rằng là chúng ta ngoài đời đã nặng với tiền bạc khổ quá rồi bây giờ đi tu cũng nặng với tiền bạc nữa tiếp tục đổi hoàn cảnh khổ ha nên những đức nói rằng những đức là kẻ mười mấy năm nó khổ vì đồng tiền khi gặp được Phật pháp là mình muốn nó sở cái chỗ này ra chứ không phải là mình đi mà mà tiếp tục đổi hoàn cảnh đi khổ từ nơi đó mà chia sẻ với quý vị là chia sẻ rất thật những đức thấy rằng lễ lộc những đức cứ chân thật mà làm thôi có tiền bao nhiêu làm bấy nhiêu luôn tượng Phật cứ đặt là đặt thôi chưa bao giờ những đức kêu gọi bất cứ một người nào nhưng mà những đức cũng không biết kêu gọi ai luôn tuy là người về những đức đông vậy chứ cho những đức không có kêu gọi ai chứ tại vì sao gì giữa những đức với người ta nó không có mối quan hệ gì qua lại chứ những đức chỉ có chia sẻ phật pháp cho quý vị nghe thôi còn ngoài ra cái mối quan hệ mà cái chuyện mà nói chuyện qua lại thân thiết hoặc là có cái gì gọi kêu chuyện này cả đời không làm cả đời không làm luôn chứ đừng có nói mà hiện tại hay là sau này gì hết chứ cả đời không làm luôn á nên á chương trình lễ tổ chức có tiền bỏ ra cứ làm thoải mái thôi vậy mà người ta về chùa những đức thấy rõ ràng luôn hình như là người ta phát tâm còn dữ dằn quý vị ơi bỏ thùng tam bảo vậy thôi chứ qua lễ xong những đức cũng dư tiền à thấy không rõ ràng có người mình nó không nặng với vật chất thì vật chất lại đến với mình một số mấy anh em trong chùa đi qua một ngôi chùa này tổ chức thấy một số chưa tăng ni quý vị Họ đứng ngay chỗ nào khắc thực quý vị biết không? Người anh em này nói Thấy một số chưa tăng ni khắc thực ở ngoài đường Thì thấy cũng tội nghiệp Mà thôi cũng được đi Đứng ngoài đường Còn đi ra nhà vệ sinh thì thấy Một số chưa tăng ni đứng ngay nhà vệ sinh luôn Để khắc thực Người anh em nó nói rằng Thiệt tình mà nói Phật Pháp Là một đỉnh cao của giáo dục vậy mà bây giờ cái hình tướng sức gia của mình đứng ngay nhà vệ sinh để mà khắc thực kiếm cơm ăn thì những đức nói anh em nhận thức được chỗ này mà anh em phải nhìn lại mình có chừng một ngày nào mình sẽ đi vào con đường đó nếu mình không cố gắng lo tu đó nghe không tại vì hiện tại có một người lãnh đạo dẫn dắt mình nó mới được vậy đó nếu như nó chuyển hoàn cảnh mà anh em gặp một người lãnh đạo mà không có góc độ hoặc là không mạnh mẽ không có một cái khoáng đoán rõ ràng Thì Phật Pháp á Anh em đi theo người đó thì anh em cũng vậy à Cho anh em biết đó Bây giờ đơn giản thôi Trong gia đình mà người cha người mẹ không ra gì Thì con cái sẽ khổ thôi chứ gì đâu Ngôi chùa mà bị chủ trì không có góc độ đem giáo Pháp Để mà hoàn truyền thì chắc chắn ngôi chùa đó quý vị Ở chung quý vị cũng khổ à Cái điều này là cái điều xác thực là như vậy đó Nên những đức nói rằng là các anh em ra ngoài nhìn thấy á, Đúng ra mình phải găng nhắc chính mình Mình phải lo tu đạo cho tốt Vì con người mình còn phước nên nó mới được vậy đó Chứ nếu như mình xài phước hết rồi Mai mốt mình cũng là cùng đường mặc lộ rồi Chứ đừng nói cái gì hết trơn Mình nhìn người ta mình nên quay lại mình đi Lo tu thì nó cả đời Càng tu càng tốt Đại lão và tịnh không giảng thiết nói rằng Lúc tôi mới đi tu Một số bạn bè tôi nói rằng Bạn có ý nghĩ gì vì sao mà ý nghĩ của bạn á, Tiêu cực như vậy Vì sao mà đi tu Tôi cứ giữ phương hướng của tôi rõ ràng Hai chục năm sau Ba chục năm sau Các người bạn nó gặp lại tôi nói rằng Thầy Đi con đường này đúng rồi đó Thì mười năm sau nữa Hai mươi năm sau nữa Thì các người bạn tôi gặp lại tôi là cũng già hết rồi. Họ quỳ xuống đảnh lễ tôi Họ nói rằng Tôi thiệt là không phục Thầy Tôi không thể nào dùng lời lẽ nào Mà để tán tán Thầy cho hết được Đó, thấy không? Nên á Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người Mà bây giờ mình chuyển hoàn cảnh đi kiếm ăn Đây là nói với hàng chức gia mình đó Vậy hết sức cẩn thận á Hôm qua những đứa ăn cơm xong á Ăn xong trước ngồi đó thấy ở không ngồi đang ngồi niệm phật tự nhiên nhìn thấy cái chén úp dở cái chén lên cầm cái chén gì nhìn vào cái chén tự nhiên trong lòng mình suy nghĩ rằng cái chén này là cái chén không mà nếu cầm cái chén này đi xin ăn thì mỗi ngày chỉ là xin cơm thôi đúng không nhưng mà nếu biết cầm cái chén này mà bỏ câu ai là đạo phật vào cái chén này mỗi ngày á giữ câu ai là vật trong cái chén này mà cầm chắc á thì chắc chắn rằng thù thắng lắm đó những đức à Từ nơi đó người ta không chịu á, giữ câu ai với Đạo Phật này Không chịu nắm cái pháp của Đức Thế Tôn Mà để tu học từ nơi đó mà khổ đau đói khát Còn nếu như mà người xuất gia mà chịu lo tu đạo nghe quý vị Đức Phật á, đúng ra cái thời đó Ngài sống tới 100 năm nữa đó Tuổi thọ 100 năm Vậy mà Đức Phật á, nhập Niết Bàn á, lúc 80 tuổi à. Để lại 20 năm tuổi thọ đó, đó Cho người xuất gia tu đạo đó Và người tu đạo phát tâm tu đó Nếu mà lo tu chân thật Không có đói đâu Không có đói mà còn dư nữa Làm sao đói được Ôi, Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói rằng là quý vị nhìn tôi để mà Làm cái kinh nghiệm nè Cả đời của tôi đó Càng học Phật thì càng phong phú có một người này đi cùng với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Nói về xây một cái bệnh viện Mà quyên góp mà còn một cái số tiền lớn lắm mà không quyên góp được Hòa Thượng Tịnh Không mà vừa nghe cái người nói Được rồi để tôi cúng nha Người đi tử đi theo nói rằng Ủa gần gũi với Hòa Thượng biết Hòa Thượng đâu có chữ tiền gì đâu mà sao cúng với số lượng tiền quá nhiều như vậy mà ngài hứa rồi xong cái ông kia hỏi vậy gì chừng nào hòa thượng chuyển tiền cho con còn hỏi cái gì nữa hòa thượng thì không nói được rồi ba ngày sau tôi chuyển cho thì người thì giả hết hồn nữa thôi ơi còn ba ngày sau nữa thì xong về lại thì người thì giả bạch cùng hòa thượng hòa thượng định không mà nói rằng tôi giảng pháp bao nhiêu năm vậy tôi coi thử coi bây giờ tôi nghĩ xây bệnh viện lợi ích cho người ta thì bây giờ tôi phát tâm tôi giảng pháp bao nhiêu năm như vậy làm việc cho phật ai di đà coi coi ông chủ ai di đà phật á cái phước đức của ổng thật sự để chúng ta kiểm nghiệm được hay không thì vị biết rằng chưa được ba ngày sau nữa qua một ngày thôi có người đến gặp đại lão hòa thượng nói rằng là cho con xin cúng cái số tiền đó số tiền đó hòa thượng tịnh không hỏi vì sao mà cúng cái số tiền này là hồi tối con ngủ con nằm mơ con thấy phật a di đà ngày đến ngày nói hòa thượng tịnh không đang cần số tiền đó để cúng xây bệnh viện phải đem tiền là cúng ngay chỗ đó liền thấy rằng đó là cái chỗ mà hữu cầu tác ứng mà cầu sao cái cầu cho tất cả mọi người nó mới ứng còn nếu như cầu một cái tủ lạnh mà cầu, cầu cho cá nhân mình cũng không có nữa. Nên cái hữu cầu là tất cả chúng ta cầu giàu có hay cầu cái gì cũng là gì mọi người thì trong Phật pháp nhất định là gọi là hữu cầu xác ứng. Còn nếu như cái tâm lượng của mình mà cầu cho cá nhân mình thì cái chuyện này là tùy theo cái phước của mình mà có thôi chứ không phải là nói gì trong Phật pháp linh gì hết trơn á. Phải nhớ đó. Nên mình nghe Phật pháp mình phải hiểu cái nguyên lý trong Phật pháp thì tự nhiên con người mình học Phật không có mù mờ. Và mình muốn chọn con đường này mình cũng hiểu biết nữa Mình đi con đường này là do hiểu biết Chứ không phải là mù mờ mình đi mà đi chạy theo Mù mờ không hiểu Thấy người ta đi tu mình cũng đi tu theo Ban đầu thì cũng là như vậy Nhưng Mà học Phật từ từ mình hiểu Hiểu con đường tu này là tu làm sao Là hướng chỗ giải thoát làm sao Mình hiểu Mình đi con đường này mình mới không bị người ta Đưa mình chỗ này đẩy mình chỗ nọ Còn nếu như học Phật mà không hiểu thì mình rất là dễ thay đổi cái tâm của mình nó phải hiểu nên mình học phật là mình phải biết được giáo pháp của phật là dạy cái gì là mục tiêu chính nhất là cái gì giúp cho chúng ta lìa khổ được vui giải quyết vấn đề trầm lưng của vô lượng kiếp hướng chúng ta đến chỗ giải thoát cứu cánh viên mãn đây là chỗ xác thực nhất nó không có dính dáng vào cái chỗ nặng này gì cái chuyện đi cúng giường Đi bố thí, đi xây chùa Nó không có dính dáng bao nhiêu gì cái chuyện này hết trơn á Cái chuyện này á Là cái chuyện mà phước duyên của mỗi người Đủ duyên mình làm được Bao nhiêu mình làm thì tùy duyên mình thôi Tại vì sanh không mang đến, chết không mang đi Thì mình có điều kiện, mình thấy điều đó tốt Mình làm được, mình làm thôi Còn cái chuyện này trong Phật Pháp nó không có đặt nặng vấn đề Mà đặt vấn đề chính nhất á Là mình hướng người ta tu hành giải thoát kìa cái chỗ đó mới là cái chỗ chính nó nghĩ biết rằng nghe rất là rõ ràng nha